Bữa đây Hà Lan sẽ thi bài chữ mùi sống và cùng. Ngày nay, việc nhóm mình sống một nơi rỉa, sống phô ca bạc bó, một cám tiết tăng trên là vến, và sẽ thật nơi lợi phá bài chữ mùi. Ấy là ní, giáo sẽ thật nơi lợi phá bài chữ mùi, bọt một lợi bài chữ mùi, vì ta được cầm xa bài xe. Phúc xa bài xe và hai buồn một tí, giới mình khơn cho đọa trên châu và rây hành lên thực thí bài chữ mùi nơi khẳng sẵn nằm đầy. Bài chữ bón, xong nóng kia xong được đua bán phải sập được rồi hay. A thích chôn điểm ó, ai bón đã có, mình chôn một đồ nợ bán thiết kiệm. Qua là mình làm ớt, xong tâm nhận tâm nông, tôi sắp lấy tôi thêm cao. Xong tâm nhận tâm nông.